Cái này thì là rất là nhiều bạn thích này. Mình khẳng định là rất nhiều là riêng về các bạn nữ là các bạn khá là thích cái điều này. Đúng không? Và đây cũng là một bộ môn xuyên suốt từ những thuở sơ khai của TLBB đến bây giờ. Rất nhiều người thích cái này. Không chỉ riêng con gái đâu, nhưng mà con gái là chiếm phần lớn, con gái người có thể là đứng mày mò cả ngày. Còn một số ông mà testosterone nội sinh nó thấp ấy thì estrogen nó nhiều ấy thì đôi khi cũng thích trò này. À, đúng không? Đấy, cũng ngồi cả ngày chứ không riêng gì nữ. À, thì đây nha, mình sẽ nó rất dễ thôi, một số bạn nào chưa biết chơi TLBB thì cái thứ nhất ấy đó là cái game Thiên Long Tìm Kiếm 2 này, link ở dưới phần mô tả. Nó miễn phí cho các bạn toàn bộ những cái nhuộm rồi là à, không phải nhuộm. Thuốc nhuộm tóc. Nói nhuộm thì đôi khi nó lại lẫn với lại là nhuộm áo thời trang nha. Thuốc nhuộm tóc là một. Đổi ngoại hình, đổi avatar là nó miễn phí toàn bộ. Ở đâu thì ở trong nguyên bản này này. Đây này. Tiệm kim nguyên bản này này, vào chỗ hình tượng. Những đây là những cái áo miễn phí nha. Toàn bộ đây là những áo miễn phí hết nha. Có tất cả thời trang cao cấp một phái đấy. Đây là mấy cái biến thân này. Đây có mấy cái áo thời trang nữa này. Ở cái shop này thì nó đây là tất cả những cái loại phát hình đồ. Chúng ta đảo ngược thời gian một chút, nhớ lại thời xưa ở những cái phát hình đồ chúng ta khá là đắt. Mình nhớ ngày xưa nó là 400 mấy kim nguyên bảo ấy. Còn một số loại ví dụ như là tiên nữ thì phải là chúng ta phải săn ở Yến Vương cổ mộ tầng 4. À sorry. Tần Hoàng Định Cung tầng 4 vào ở trong Yến Vương cổ mộ hai con nhện hình như cũng có xác suất có cái đồ phát hình đồ này. Đấy là hồi niệm hoài niệm là ngày xưa một chút, còn một số loại thì không có. Thế nhưng tuy nhiên ấy, ở cái mục này các bạn nên mua cái thuốc nhuộm tóc thôi. Em mua hai ba cái vào nhuộm một lần cho nó nhiều, nếu thay đổi đỡ phải mua lại. Đó, thế còn ở cái như này này, tức là như tất cả những phát hình đồ này này, bạn không cần phải mua đâu mà bạn mua nguyên cái này thôi, cái này cái chung cho tất cả, mình không hiểu tại sao mà cái stock này nó lại tồn tại trên đời nữa các bạn. Sao nó không gắp luôn cái này nó bỏ sang đây nó tiện rồi xóa luôn cái shop này đi, bây giờ một cái này là cân cả thiên hạ rồi đúng không ạ? Thì cần đấy thì nhìn cái gì những cái này nữa đấy, mình cũng khó hiểu lại sao lại như vậy. Đấy nhưng mà thôi, đấy là việc của bên nhà phát hành game nên mình không quan tâm lắm nha. Đấy thì đây cái định nhan châu này cũng thế này, cái mị hoặc cái thứ này các bạn cần phải mua đâu, cái này được rồi nhá, cái này là sửa được tất, cái này cũng là sửa được tất này, và cái này thì cũng đổi được tất này. Yeah, đó thì giới thiệu cho các bạn biết như vậy. Ok. Rồi, còn đây là các loại kỹ thuật này. Tức là bạn muốn cưỡi thú cưỡi này này. Thì bạn lên đây bạn xem là cái loại gì. Ví dụ như bạn muốn cưỡi con hà mã chẳng hạn này. Thì bạn này lên đây bạn tìm cái kỹ thuật hà mã. Bạn tìm ở đâu thì tìm ở đây này. Ví dụ như là đây, hà mã. Mã xa đây là hà mã đây này. Đấy. Thì mua học vào cho mua hà mã cưỡi. Còn cái toàn năng này nó ghi là toàn năng nhưng mà thực ra là không đúng đâu. Có một số loại là bạn vẫn phải tự học cái riêng đấy. Không đúng cái toàn năng đâu. Cái toàn năng này là đúng với con yên thú. Còn cái mấy cái con yên thú gì quên mất tên này. Không phải con yên thú này đâu. Không phải con yên thú kỹ thuật ở trong này đâu. Là con yên thú khác cơ. Cái con yên thú mà như các đời của con vét. Nha, thôi giới thiệu qua thế, bây giờ mình vào việc này. Rồi. Chào bạn Bi Vũ nhé. Ok, cảm ơn anh em. Bukabu gì đây, bom bom, ok. Chúc mừng năm mới nhé, bạn Bi Vũ này. Có trùng chưa ông? Là tôi chưa có ông ơi. Có xịt có đâu. Quyết định về nam giới à. Đây, bây giờ thì tôi đổi này. Ví dụ như sử dụng mạo này thì tôi thường để cái kiểu này này. Đấy, tôi hay để cái kiểu đấy. Về cái này thì tôi hay để cái kiểu này. Đấy, đây là tôi thích kiểu ngày xưa tôi vẫn hay để. Đấy. Còn về cái đây kiểu tóc đây các bạn, cái kiểu tóc này thì chúng ta nên ý, nên đổi màu tóc trước sang một cái màu gì đó nó dễ nhìn ý. Sau đó là chúng ta mới đổi sang cái kiểu tóc thì nó sẽ dễ nhìn hơn, tại vì cái nền này này nó màu đen đen tối tối nên chúng ta để tóc đen chúng ta làm cái đấy trước ấy thì nó hơi khó nhìn nhá. Đấy làm tóc cũng phải khoa học ấy các bạn, không phải đơn giản đâu nhá. Đây. Đây thì mình hay để cái kiểu có một cái kiểu mình hay để đâu nhỉ,
Đây cái kiểu này hay để này. Nhưng mà thôi bây giờ chuyển sang kiểu khác đi. Cái kiểu này cũng khá ổn này. Đấy, cái kiểu này thì cũng được đấy. Cái kiểu này thì ngày xưa bọn nó hay để này, nhưng mà cái kiểu này lệch một bên nên mình không thích. Mình thích nó cân cân xíu. Cái kiểu này giống kiểu phong này. Đấy, cái kiểu này bọn nó cũng hay để này. Giống quản lý á bằng ấy. Và mấy kiểu này tóc đen này. Có mấy kiểu tóc đẹp đẹp đấy nhưng mà nó đang không chuẩn. Thôi có lẽ là mình sẽ quyết định để kiểu này đi. Cái này nó chọn để mất thời gian lắm. Rất là mất thời gian đấy nha. Lúc nào mà đâm đầu vào cái này là cũng căng đấy. Rồi, thế bây giờ mình quay lại mình sẽ thay đổi kiểu màu này. Thì có một cái màu này mà mình khá thấy khá là ưng này. Đây là nó hơi nâu nâu một chút, nó trùng với cái màu của áo đây. Đó, thế này này, sẽ là từ màu xanh, thế nào màu xanh thì không hợp rồi. Đây nó hơi nâu nâu tí thôi. Đó, thế này thôi, trùng trùng nhìn như Sun Goku ấy. Đó, ok rồi, xong. Thì đấy, cái này nó rất là dễ thôi, nhưng mà một số bạn cũng hay hỏi mình thì tiện đây mình cũng làm video này. Các bạn nào biết rồi thôi nhé, các bạn nào biết rồi thôi, chúng ta bỏ qua để cho những người nào mà chưa biết ấy, thì người ta có thể xem và biết cách làm. Đây, đó, thế thì về công cuộc này đã xong. Và bây giờ là đến tiết mục là làm thần khí nha anh em. Đó, làm thần khí nữa này. Sơ sơ là cũng tốn nhiều phết rồi đấy. Nhưng mà không sao, làm video phục vụ anh em mà. Rồi, mấy cái này thì chúng ta vứt nhá, cái này free trong shop chúng ta vứt đi. Quan trọng. Mình bảo các bạn mua lại, giả sử như mấy một số bạn nữ ấy, các bạn mua sẵn đỡ phải bấm qua bấm lại nhiều lần. Để thì các bạn ngồi các bạn nặn cả ngày cũng được, đúng không? Mua lấy một lô vào. Ok, bây giờ làm thần khí nhá anh em. Làm thần khí thôi. Đấy, NTM là chỉ hướng dẫn chi tiết nha anh em. Ghé qua nhớ like ủng hộ nhá. Để có động lực làm thật chi tiết cho anh em. Chi tiết dễ hiểu và cội nguồn của vấn đề. Đấy là phong cách khi làm video của NTM.